Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin thể thao, ngày 23 tháng 5. Tối nay 23 tháng 5, lễ bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đại hội thể thao Đông Nam Á chính thức khép lại. 20 giờ tối nay 23 tháng 5, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Kết thúc đại hội thành công rực rỡ. SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận từ ngày 12 đến 23 tháng 5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á với tổng số vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài khoảng 10.000 người. Ngày 23 tháng 5, theo bảng tổng sắp huy chương của ban tổ chức đại hội, chủ nhà Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng với 205 huy chương vàng, bỏ xa đoàn về thứ hai là Thái Lan với 92 huy chương vàng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ ba với 69 huy chương vàng. Vào lúc 20 giờ tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả, các đoàn thể thao tham dự đại hội. Tại lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra với nghi thức chào cờ Việt Nam, diễu hành của các quốc gia tham dự đại hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tổng kết SEA Games 31. Trong lễ bế mạc sẽ có lễ vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31. Dự kiến có 4 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh Điền Kinh, Nguyễn Huy Hoàng bơi lội, được vinh danh. Thay mặt đảng, nhà nước, chính phủ, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ tuyên bố bế mạc SEA Games 31, sau đó là nghi thức tắt ngọn đuốc đại hội, hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31. Cũng tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam sẽ trao cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32, Hát quan họ Bắc Ninh trong lễ bế mạc SEA Games 31. Chương trình nghệ thuật của lễ bế mạc SEA Games 31 với chủ đề hội tụ để tỏa sáng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Khánh Linh, Bảo Trâm, biên đạo Dương Đình Hải, phối nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn. Tại lễ bế mạc, chủ nhà SEA Games 32 Campuchia sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp với các tiết mục vũ điệu Apsara, biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. Ngay sau đó là lời từ giã bạn bè của nước chủ nhà SEA Games 31. Việt Nam bằng các bài hát quan họ, di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời Trầu, Giả Bạn, Người ơi người ở đừng về qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.